trong mạt pháp có chánh pháp. Hỏi: trong thời kỳ mạt pháp, người giảng tà pháp quá nhiều, kẻ không tuân thủ giới luật càng nhiều hơn, có phải là Phật pháp kể từ đây sẽ càng ngày suy vi, phát không nổi chăng? Đáp: không phải vậy. Theo như tôi biết, thì bất kể giới xuất gia hay tại gia đều có nhiều người âm thầm tu hành. Tôi không tiện bàn về người xuất gia, chỉ có thể đem những câu chuyện cư sĩ tại gia tu hành thực tế kể cho bạn nghe. Trong Báo Ứng Hiện Đời tập 1, tôi đã lược thuật chuyện Tiên Sinh Dạy Học. Giờ xin nói rõ hơn. Đôi vợ chồng này, người chồng năm nay 29 tuổi, vợ anh 32 tuổi. Con họ bị thầy thuốc chẩn đoán là bại não. Hiện nay bé được 4 tuổi, trông rất thông minh xinh đẹp, trí tuệ, và số đo IQ vượt xa những trẻ lớn tuổi hơn nó rất nhiều. Thí như, bạn chơi trò biến hóa ảo thuật với bé, giấu vật gì đó, bé không những biết bạn đang lừa nó, mà lập tức có thể tìm ra vật bạn đang giấu. Khi đi đường, bé rất nhút nhát vì không thể giữ thăng bằng, phải nhờ người lớn dắt mới có thể đi được. Hiện bé vẫn còn đang cố gắng luyện tập, nhưng tiến triển như vậy, so với lời bác sĩ tuyên bố, em bé này sẽ không thể ngồi được, thì quả là đã tiến bộ rất xa. Bé có thể nói các từ đơn giản với ba mẹ, ông bà. Hễ đói thì em kêu ba mẹ, hoặc là vỗ bụng, chỉ vào miệng mình. Khi muốn đại tiểu tiện thì bé kêu ba mẹ, hoặc diễn tả bằng động tác. Cái hay là ban đêm bé ngủ cũng chẳng hề đại tiểu tiện ra giường. Hễ cần đi là nó đánh thức ba mẹ, bày tỏ. Nếu như người bé ưa thích đến thăm, họ vừa lên tiếng ngoài cổng là trong nhà bé đã mừng rỡ, khoa tay múa chân. Mấy ngày trước tôi gọi điện cho mẹ của bé, em đợi cầm điện thoại và mừng rỡ bập bẹ: ông ơi, ông ơi. Chẳng cần ba mẹ bé kể, tôi nhìn mức độ tiến bộ của bé mà trong lòng cảm thấy rất vui và an ủi. Hòa thượng diệu pháp ban cho bé tên là Huệ Hưng, hôm nay quả nhiên đã ứng nghiệm. Sư phụ nói: Huệ Hưng thay đổi tiến bộ nhanh hơn ta tưởng. Tương lai không những cháu có thể tự xử lý mà sẽ hoàn toàn bình thường, và còn có thể khai mở trí tuệ trước năm 20 tuổi. Tôi nghe xong rất ngạc nhiên, hỏi sư phụ: Huệ Hưng là từ cõi súc vật thuộc loài heo chuyển sinh lên, sao có thể khai mở trí huệ? Sư phụ đáp: ông giáo dạy học, nhân gì nói bậy. Những gì Phật giáo rao giảng toàn là hư dối, còn đem uy tín danh dự mình ra bảo đảm, làm lỡ mất cơ duyên học Phật của bao người, nên sau khi chết bị đọa làm heo. Nhưng kiếp trước nữa, ông giáo này đã từng là một hòa thượng rất có tiếng tăm danh vọng vào thuở đó. Về sau, do dâm tâm chưa sạch nên chết rồi quay lại nhân gian, xin làm ông giáo sư nọ. Hai đồ đệ của ông cũng giống vậy, do tình ái chưa đoạn nên cùng đến nhân gian làm học trò của ông. Tiên sinh dạy học này do một bề ôm tà kiến tuyên bố sai, diệt mất cơ duyên học Phật của bao người. Do tội đó mà chết rồi phải mang thân heo. Còn hai môn sinh của ông, sau khi bệnh và chết đi, họ lại tiếp tục sinh vào nhân gian, kết làm vợ chồng. Bởi vì họ có sở thích rất ưa ăn thịt đầu heo, nên duyên nghiệp chiêu cảm thành cha mẹ Huệ Hưng. Cũng có thể nói, Huệ Hưng đời trước là con heo, tiền thân heo là ông giáo sư. Tiền thân ông giáo là một tu sĩ có đạo hạnh, nhưng tâm dâm chẳng trừ. Còn cặp vợ chồng trẻ ưa ăn thịt heo, chiêu cảm sinh đứa con bị chứng bại não. Bại não là ngu si, mà nhân của ngu si
chính là do làm thầy có uy tín, địa vị cao, mà nói lời cẩu thả, làm chướng ngại việc tu tiến của người, khiến người bỏ ý định học Phật. Lại suy tiếp nữa, thì ngu si chính là do tâm dâm chưa trừ. Dâm tâm chính là nam nữ ưa gần gũi chung chạ. Đây cũng có thể nói là thánh xưa khi tạo chữ đã đem chữ hôn thuộc cụm từ kết hôn. Trong đây có bộ nữ đứng cạnh chữ hôn, hàm ý là có nữ nhân ở bên cạnh thì trí óc mờ mịt, u ám, phát mê muội. Đó chính là nguyên nhân ngu si. Thế nên trong tứ trọng thanh tịnh minh hối, nơi Kinh Lăng Nghiêm Phật đã dạy: ông tu tam muội muốn thoát trần lao, tâm dâm chẳng trừ, trần không thể thoát. Cha mẹ Huệ Hân từ khi hiểu rõ Phật pháp rồi, nhất tâm quy y Phật pháp tăng, không những dứt trừ ăn mặn, mà vợ chồng còn đoạn dục khử ái. Không những bản thân tự tụng kinh niệm Phật, còn hướng dẫn Huệ Hân niệm Phật, bái Phật. Ngôi nhà họ trước mắt ta đã hiện thành một ngôi tự viện tỏa ánh kim quang. Dù đang là cư sĩ tại gia, nhưng cả ba người họ đều đã thầm hiện tướng xuất gia. Trí tuệ Huệ Hân thuở là tăng sĩ trong kiếp trước, sẽ có ngày hồi phục được xem trọng. Mùa hạ năm nay, tôi kết bạn cùng sư đệ Khóa Bồi, dẫn theo một số bằng hữu là đệ tử Hòa Thượng Diệu Pháp, tiện đường ghé thăm nhà ba mẹ Huệ Hân. Lời sư phụ nói cuối cùng cũng được kiểm chứng. Lưu cư sĩ, cha của Huệ Hân, ngồi trước mặt tôi, thân cao vừa tầm, dáng nho nhã thư sinh. Lý cư sĩ, vợ của anh, tuy là công dân hãng Mai, song nhìn giống như giáo sư trung học. Dung mạo của cô mỹ lệ, nhưng không mất vẻ trang nghiêm, nhìn chẳng có vẻ gì là lớn hơn chồng 3 tuổi cả. Trò chuyện một hồi, tôi nhìn thấy nơi hai cổ tay anh Lưu có vết bỏng dài còn đỏ. Có lẽ là mới bị bỏng gần đây, nên trong màu sẹo hãy còn non. Tôi hỏi nguyên nhân, anh Lưu thật thà khai báo: dạ, vợ chồng chúng con nhân vì Huệ Hân bệnh mà được biết đến Phật pháp, hiểu đạo rồi thì đồng phát thệ từ nay quyết tâm tu hành thoát ly tam giới. Bởi do gieo nhân ái luyến mới thành vợ chồng, vì niệm ái mà kết hôn sinh con, rước vào đủ thứ phiền não khổ đau. Chúng con dâng theo lời Phật dạy, lại nhờ xem qua sách báo ứng hiện đời, hiểu rõ về các chuyện kiếp trước đời này, nên quyết tâm đoạn dục khử ái, đã cùng nhau thắp hương thệ nguyện. Hơn nửa năm nay chúng con vẫn ngủ chung giường mà không sao, thảy đều bình an vô sự. Nhưng cách đây nửa tháng, một hôm không biết ma lực nào xuôi ám, khiến dục tâm con nổi lên mãnh liệt, khó bề khống chế. Ngay lúc đó con vội nhảy ra khỏi giường, quỳ trước Bồ Tát Quan Thế Âm cầu Ngài gia trì giúp con thêm sức mạnh để bình tâm định tĩnh. Khi ấy con đã dùng hai cổ tay kẹp chặt vào ngọn lửa cây hương to đang cháy, quyết tâm dùng lửa cây nhang xua đuổi tà tâm và cầu Phật lực gia trì. Kể đến đây, anh Lưu trang trọng nói: vợ chồng chúng con đã nhất quyết đoạn trừ tâm dâm, xin tôn ông chuyển lời thưa với sư phụ giùm, chúng con nhất định sẽ làm đệ tử xứng đáng của sư phụ. Tôi bị vợ chồng anh Lưu làm cảm động đến rơi lệ. Bọn họ tuy tuổi còn trẻ, nhưng có khí phách dũng cảm, khiến cho nhiều lão cư sĩ phải cảm phục, tự hổ thẹn thầm. Mọi người đều quý mến họ. Tôi hỏi: lần này tôi viết tiếp cuốn Báo Ứng Hiện Đời tập 3, tôi có thể ghi chuyện anh chị vào được không? Chị vợ đáp: việc phát thệ tu hành, nguyện từ bỏ ái dục, giống như chúng con cũng có 3-4 cặp phu thê thực hiện rồi ạ. Do cư sĩ Quả Bồi thường hướng dẫn chúng con tổ chức pháp hội Lăng Nghiêm, nên đa số chúng con ai cũng đều thuộc chú Lăng Nghiêm và 4 lời dạy quan trọng trong kinh Lăng Nghiêm. Các Phật tử nhỏ từ 20 tuổi cho đến 60 tuổi, ai mà không thuộc chú Lăng Nghiêm
đều cảm thấy rất hổ thẹn à. Nhóm bạn đạo chúng con hễ vừa phát tâm học Phật là lập tức từ bỏ ăn mặn. Trong số này có cư sĩ Hồng Bân, lúc đi tắm hơi thì quen biết cư sĩ Ngạn Tân và được dắt đến gặp cư sĩ Quả Bồi. Sau khi xem báo ứng hiện đời rồi á, ông Bân liền hướng dẫn vợ và các con tu tập, từ đó đoạn tuyệt ăn mặn. Gần đây nghe nói cả hai vợ chồng họ cùng phát thệ khử ái đoạn dục. Dù tu tại nhà nhưng lòng vẫn nhất quyết phải liễu sinh thoát tử. Chúng con cảm thấy những lời Phật dạy đều là chân lý nên nguyện tuân theo, y đó thực hành, chỉ mong được làm đệ tử xứng đáng của Như Lai, chứ chẳng phải mình là kẻ tài ba giỏi giang gì đâu. Còn vốn muốn xin giáo sư đem chuyện Huệ Hân viết ra, kể rõ khi con chào đời thì giữa bụng và hai bên lưng đều có một đường ngấn dài. Các bệnh viện đều có nói bị chứng mất sắc tố và nói đây là chứng bệnh di truyền của gia tộc. Nhưng hai họ nhà chúng con đều không ai bị như vậy. Cổ chân và cổ tay của Huệ Hân cũng có lằn ngấn tương tự như vậy. Hôm nọ trong khi tỉnh tọa, con đột nhiên thấy mình vào lò giết heo, thấy một con heo bị trói bốn chân, sau đó bị giết rồi người ta còn ném nó vào nồi nước nóng, khiêng đi cạo lông, tiếp đến dùng côn sắt chim vào giò cản bụng nó, rồi nện đập bốn chỗ này, sau đó người ta thổi hơi vào mồm nó khiến bụng heo phình lên như quả cầu. Tiếp đến họ dùng dây cột tay chân miệng heo lại, ngăn không cho khí tuôn ra, rồi dùng côn sắt đánh lên mình heo. Sau này con hỏi thân phụ mới biết, người ta làm vậy để cho nước trong nội tạng và da thịt phân ly. Mặc dù heo đã chảy hết máu rồi, nhưng lúc bị đánh, thân vẫn còn hằn lên những đường nhợt nhạt như bị tắc nghẽn máu hiện trên da thịt. Cuối cùng á thì nó bị phanh thây mổ bụng. Lúc này con chợt hiểu ra, các đường hằn trên mình Huệ Hân, bác sĩ nói là bệnh mất sắc tố, thực chất là do heo bị giết đánh lên lưu vết tích. Xem như đây là kiểm chứng lời hòa thượng diệu pháp rồi, rất chính xác. Kiếp trước đời sau, luân hồi lục đạo là thật có, nhân quả báo ứng hoàn toàn chân thực. Chúng con hy vọng đem chuyện nhà mình cảnh tỉnh những vị đệ tử Phật không nghiêm trì giới luật, bởi vì chỉ có giữ giới, sám hối mới tiêu trừ nghiệp chướng, thực tâm hành pháp mới ly khổ đắc lạc. Những lời ba mẹ Huệ Hân nói khiến người cảm động. Mẹ cháu vẫn muốn cho Huệ Hân chụp ảnh để tôi đăng lên sách, để người tin đây là chuyện thật. Nhưng tôi từ chối. Mặc dù hiện giờ cháu còn bé, nhưng sau này cháu sẽ lớn lên. Tuy trình độ viết văn của tôi không giỏi, nhưng tôi cho rằng dù không đăng hình, độc giả vẫn có thể tin đây là chuyện thật và hiểu rõ lý nhân quả. Tôi tuyệt chẳng dám viết chuyện bịa đặt gạt lừa người, bởi làm thế chính là phản bội nhân quả. Chỉ nhìn sơ qua địa phương nhỏ bé này thôi đã thấy có rất nhiều cư sĩ tu chân thành. Như thế đủ chứng minh thời này tuy mạt pháp mà không mạt, vì còn rất nhiều đệ tử Phật tinh tấn tu hành trong biển người mênh mông. Trong Phật môn từng nói, có người ẩn tu ở thâm sơn, có người tu thầm nơi phố thị. Đệ tử Phật không tranh, không tham cầu, không tư lợi ích kỷ, không vọng ngữ. Tất cả những ai tu hành chân chính, dù là cư sĩ tại gia thì vẫn có thể thành đạo nghiệp. Còn như trong đạo tràng xảy ra những hiện tượng trái đạo, thậm chí xuất hiện tà sư thuyết pháp, thì đây há chẳng phải là thử thách, là khảo nghiệm đối với chúng ta ư? Không có tà thì sao hiển chánh được, không có ma thì sao có Phật được? Chư vị đại đức cao tăng từng dạy chúng ta, ma là giúp chúng ta tu thêm kiên cố, ta phải biến ma thành bậc thầy nghịch hành hỗ trợ, chẳng phải là tạo thêm lực đẩy giúp ta tu giỏi hay sao? Đối với những ai không tuân thủ quy củ của Phật, ta chỉ cần đừng lý tới họ là xong. Gặp kẻ giảng tà pháp cũng là dịp khảo nghiệm xem chúng ta có con mắt biết phân biệt chánh pháp hay không. Xem như đây cũng là thử thách. Nếu giận họ thì ta cũng giống như họ thôi. Hòa thượng Diệu Pháp từng khai thị, mạt thế thuyết pháp có sai có đúng, nên xả thì xả, nên dùng thì dùng, tùy duyên hóa độ. Cuối cùng xin kết thúc bằng hai câu: như như bất động, nào sợ tham sân tật đố, nhất tâm bất loạn, nào quản hổ đấu lông tranh.
Ngày xưa có một gã nghèo sơ sát, hắn làm việc rất cần cù chăm chỉ, giúp đỡ mọi người làm việc nặng nhọc, nhưng họ trả tiền công cho hắn rất ít, chỉ đủ cho hắn sống tạm qua ngày. Một hôm, hắn muốn sắm thêm cho mình một bộ quần áo. Hắn cũng phải chi tiêu rất dè sẻn, ra sức làm việc, dành dụm một thời gian dài, hắn mới tạm đủ mua cho mình một bộ quần áo vải xấu. Bỗng một ngày, có một người bà con xa đến nói với hắn: "Vì sao anh mặc y phục vải xấu thế này?" Hắn đáp: "Y phục vải xấu có gì là không tốt, chỉ do tâm phân biệt vải xấu, vải đẹp mà thôi. Anh không muốn mặc y phục đắt tiền và cuộc sống sung sướng sao?" "Tất nhiên là muốn rồi, nhưng làm bằng cách nào?" "Số phận tôi như vậy, anh có biện pháp gì không?" "Không, anh là hậu duệ của hàng quý tộc, chỉ cần anh chịu cầu thần thì thần sẽ ban cho anh cuộc sống sung sướng." "Cầu bằng cách nào?" "Anh đem bộ y phục vải xấu này đốt đi, chí thành cầu thần thì sẽ ban cho anh một bộ y phục đắt tiền xinh đẹp, lại ban cho anh cuộc sống hạnh phúc, thần sẽ ban cho anh toại nguyện." Gã nhà nghèo tuy cuộc sống túng thiếu nhưng không đến nỗi khó khăn lắm. Hắn bằng lòng cuộc sống hiện tại, nhưng khi hắn nghe người bà con xa dụ dỗ, liền hy vọng niềm tin mộng đẹp giàu sang. Vì thế, hắn nhờ người bà con chủ trì nghi thức cầu thần, đem đốt bộ y phục vải xấu và chí thành cầu nguyện. Cho dù hắn cầu lại sói đầu, y phục vải đẹp vẫn không xuất hiện. Sau đó hắn hối hận nói: "Tại sao ta lại ngu si như thế này, đem đốt y phục của mình để cầu thần ban cho hạnh phúc và y phục đẹp, nhưng lại mù mịt không biết thần ở đâu." Bài học đạo lý. Đây là câu chuyện thí dụ. Người nghèo khổ là chỉ cho hàng phàm phu chúng ta. Y phục vải xấu giống như cuộc sống cực khổ. Mặc dù y phục vải thô xấu, nhưng gã nhà nghèo phải khổ công làm việc rất lâu mới sắm được nó. Hiện tại con người tuy khổ cực, nhưng đời quá khứ cũng có tu các căn lành mới có thể được thân người. Nếu như chúng ta không nương vào thân này, cố gắng tu pháp xuất thế, thoát khỏi sinh tử mà tạo các ác nghiệp, làm cho nhiều đời sau chịu đau khổ vô cùng, cho đến sinh tử luân hồi không dứt, thì chẳng phải là kẻ ngu si hay sao? Đức Phật dạy, trồng nhân không chân thật thì gặt quả đều công. Tất cả mọi việc có nhân thì có quả, nhân chánh thì kết quả chánh, nhân tà thì quả tà. Cho nên khi chúng ta làm việc gì hay nói điều gì phải chú ý nhân chánh mới là đạo lý làm người. Thí dụ, hàng ngày chúng ta làm việc có chánh đáng không? Lời nói có dối gạt, thêu dệt, lừa đảo, vân vân. Do đó, chúng ta biết được quả báo tương lai như thế nào. Cho nên, mỗi việc ở thế gian có họa, có phúc, có khổ, có vui đều do nhân quá khứ mà chiêu cảm quả báo hiện tại. Nói theo tín ngưỡng, chúng ta tin theo vị thần nào thì cảm ứng với vị thần đó, tương lai cùng loại với vị thần đó. Giống như chúng ta tin theo những vị thần như thần đá, thần cây, vân vân, thì tương lai phần đông cùng loại với vị thần này, hoặc làm thuộc hạ của thần, tuyệt đối không thể vượt hơn thần này. Chúng ta đốt hàng mã, tiền bạc cho quỷ thần, những thứ này con người không dùng được, vậy quỷ thần có dùng được không? Nếu dùng được thì quỷ thần này cũng là loài thấp hơn người, bằng không thì gạt mình, gạt quỷ thần, tương lai cũng bị người gạt lại, lúc đó làm kẻ căm nuốt hoàng liên. Vì thế, bất cứ việc gì chúng ta cũng phải dựa theo lý trí để phán đoán đúng sai, không thể ai nói sao nghe vậy. Người ta bảo sao chúng ta làm theo như vậy, chẳng những là mê tín mà còn cuồng dại ngơ ngơ. Quán dậu lông hổ. Tốt nghiệp phổ thông xong, được người giới thiệu, tôi vào làm phục vụ bàn tại một nhà hàng có tên là Quán dậu lông hổ. Quán dậu này là một nơi thuộc vùng Thâm Sơn, cây cối sầm uất, có rất nhiều dã thú. Ông chủ quán họ Vi được xem là vua kinh doanh, vì ông mưu trí, khéo tính toán đầu tư, nhờ vậy mà hái được lắm tiền.
ông treo bảng bán thịt thú rừng, chào hàng bằng mấy từ đặc sản thôn quê quyến rũ, cho nên thực khách tìm tới đông nghịt. Quán càng mở rộng quy mô, tiệm lão Vi càng phát tợn, khắp xa gần đều biết tiếng. Quán có món đặc biệt tên là lông hổ đấu, gồm thịt đại mãng xà nấu chung với mèo rừng và đặc thành. Chẳng mấy chốc, biệt danh này đã thành tên gọi của quán. Cứ kiểu đó, mèo rừng và mãng xà khắp vùng phụ cận đều gặp họa ương. Do ông chủ Vi luôn thu mua giá cao, cho nên nhiều người dân hám tiền sẵn sàng liều mạng sông lướt hiểm nguy, mò vào chốn thâm sơn vắng bóng người để tìm hàng cung ứng cho lão chủ. Cái sân phía sau tiệm ngày nào cũng nồng nặc mùi máu tanh, tiếng rên la thảm thiết không ngừng vang vọng vào tai. Một hôm, lão Vi mua được một con mãng xà khủng, dài 6 mét, mập độ 1,5 tấc, có vảy ống ánh sắc hoàng kim pha chút bạc. Nghe nói đã có rất nhiều người mất mạng vì tìm bắt con mãng xà này. Nhìn vóc dáng đồ sộ của nó, có thể đoán nó là vua mãng xà. Con mãng xà nằm bê mang một ngày mới tỉnh lại. Lão Vi tiến đến gần lồng sắt, nói: "Ha, ngó bộ ngươi đỉnh đạt uy phong, nên ta tạm thời chưa giết, cho ngươi lưu mạng sống thêm mấy ngày nữa." Mãng xà hình như nghe hiểu, nó ngóc đầu lên cao, đột nhiên há to miệng, phun ra một bãi nước miếng hôi tanh nồng nặc vào mặt lão chủ. Do lão không kịp đề phòng, chỉ biết hét to một tiếng thảm thiết, rồi quay mình bỏ chạy. Chúng tôi nghe lão trống, cũng vội chạy tới, dùng nước sạch rửa mặt cho lão. Nước miếng mãng xà có tính ăn mòn tiêu hủy rất cao, nếu như cứu chữa không kịp, chắc chắn sẽ lưu thẹo, lỡ lói. Lão Vi đùng đùng nổi giận, nhấc ngay nồi nước nóng, dội vào chuồng mãng xà. Trút giận xong rồi, lão hung tợn nói: "Nếu chẳng phải do tốn tiền mua ngươi cao giá, thì ông đây đã bấm dầm ngươi ra cho hả giận. Giờ ông sẽ cho ngươi sống không bằng chết, rồi nửa tháng sau sẽ làm thịt, đem ngươi ngâm rượu mừng sinh nhật 40 của ông." Từ ngày đó trở đi, mãng xà bị nhốt đơn độc trong chiếc lồng to nơi góc vườn, không cho ăn uống. Thỉnh thoảng ông còn ngược đãi hành hạ chửi mắng nó om sòm, ngày nào cũng cho giết mổ đồng loại của nó, còn lột da xẻ thịt các con vật ngay trước mặt nó để thị uy. 7-8 ngày trôi qua, con đại mãng xà vẫn không khuất phục, hãy thấy lão chủ là dương mắt thình độ, há mồm nhe nanh. Mỗi lần đến gần lồng nó, ai cũng đều có cảm giác bất an khủng khiếp. Lại mấy ngày nữa trôi qua, bỗng xảy ra chuyện, con đại mãng xà trong lồng không cánh mà bay, chẳng thấy tăm hơi tung tích. Lão chủ vừa nghe tin này thì mặt mày tái nhợt, hai mắt trợn ngược. Lão đến bên hông cái lồng, nhìn trừng trừng quan sát, thấy lồng vẫn còn nguyên vẹn, không có chút tì vết hư hại, chung quanh không có khe hở. Lão đoán trừ phi có ai đó cố ý thả nó ra, nếu không thì chắc chắn con mãng xà khủng này không thể nào thoát được. Lão chủ tức tối quay đi, hằng học nói: "Ai? Là ai đã thả nó ra hả? Hôn hồn thú nhận thì không sao, chứ để ông đây mà điều tra ra được thì ông sẽ lột da sống cho coi." Chúng tôi đều run sợ, cùng xúm nhau thề thốt là mình không có làm vậy. Ông chủ mặt mày thiểu não, ông quay lại cái lồng sắt quan sát tiếp tục. Cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ con đại mãng xà đào thoát có hai thanh sắt khe hở tương đối lớn, xem ra mãng xà đã thoát bằng đường này. Chúng tôi bàn tán cả buổi, cuối cùng đành phải thừa nhận hiện thực trước mắt. Đúng là thân thể con mãng xà này có tính co giãn biến hóa cực cao, quá giỏi luồn lách. Khe hở nhỏ xíu như vậy mà nó vẫn chui ra được. Vì muốn tự do, nó có thể kham dẫn mọi thống khổ ngoài sức tưởng. Lão chủ sau khi xả xuống bắp, trút thịnh độ xong thì gó bộ ra nguôi ngoai, không còn nói năng gì nữa. Khoảng hơn 2 giờ sáng, chúng tôi thấy ai nấy đang ngủ say sưa thì bị những tiếng thét kinh hoàng làm cho tỉnh giấc. Tôi giật mình nhổm dậy, phóng ra sân quan sát tình hình. Vừa dịch cảnh trạng, tôi đã hụt vi phách tán. Dưới ánh trăng sáng, tôi thấy có mấy mươi con mãng xà bò đầy sân,
có con trường từ ngoài cửa sổ vào. Thuở giờ, tôi chưa từng chứng kiến cảnh mãng xà hành động tập thể như thế này. Bình thường thấy đám mãng xà trong quán đều có vẻ đầu ngu não ngốc. Nhưng hiện thời trước mặt tôi, những con đại mãng xà này trong bộ dạng rất khôn ngoan và đang bừng bừng lửa giận, thịnh nộ khó nguôi, khí thế cực kỳ hung hãn. Tôi vội hét lên, báo động khắp. Mau thức dậy chạy mau, bầy mãng xà đang bò vào nhà kia kìa. Âm vang kinh hoàng của tôi gây náo động cả một vùng. Chớp mắt, mấy con rắn đã bò tràn lan xung quanh. Nhiều con trườn đến, bao vây phòng lão chủ, kính đến không còn khe nào hở. Trong quán, mấy bếp sư và hỏa đầu quân vốn giỏi việc vì họ từng ra tay giết vô số mãng xà. Do thạo nghề quen ứng phó nên họ không hãi hùng lắm. Dù có chút sợ thoáng qua, nhưng họ cùng nhau nhanh dẫu chụp khí cụ truy bắt các mãng xà để giết. Sau một trận đánh đấu dữ dội, đã có mấy người rời nhà chạy ra sân. Mãng xà vẫn ung dung tấn công, vài con xông thẳng đến phòng lão chủ, giống như là đến tiếp viện vậy. Xem ra trọng điểm mãng xà muốn tấn công chính là phòng lão chủ. Do cửa sổ mở nên đã có mấy con tiến vào trong. Tôi dễ dàng dẫn ra con mãng xà chúa từng vượt ngục, vì thân nó màu hoàng kim lại to lớn nhất trong bầy nên rất dễ phát hiện. Đồng thời tôi cũng hiểu ngay, chính nó đã hướng dẫn, điều khiển bầy rắn này đến báo thù. Kỳ quái là tôi không hề thấy bóng dáng lão chủ đâu, cũng không nghe tiếng va chạm đấu đá. Tôi gọi to, nhắc nhở mấy người còn đứng trong sân. Hãy mau lên lầu, chỗ đó an toàn hơn. Bọn họ như sực tỉnh, vội phóng lên cầu thang, ai nấy chạy bán mạng, cùng lao vào phòng như cơn lốc. Mãng xà đang bắt đầu bò lên, chúng tôi đồng tâm hiệp lực, nương vào thế cao quánh thấp, cuối cùng đẩy lui được chúng. Khi bầy rắn từ phòng lão chủ thoát lui, vẫn còn rắn chúa to lớn màu hoàng kim hiên ngang dẫn đầu. Sau đó chúng nhanh chóng biến vào rừng cây rậm rạp phía sau núi. Khi đã chắc chắn là nguy hiểm đã qua, chúng tôi mới xuống tầng dưới. Thấy hai anh đồ tể Nhan Trung Vĩ và Lý Trường Hữu vẫn chưa ra khỏi phòng. Hai người này thường ngày chuyên lo việc giết rắn, họ đã giết vô số mãng xà. Chúng tôi kinh hoàng đến há hốc miệng khi phát hiện cả hai anh gân cốt bị đứt lìa, nội tạng bị xé thủng, thất khứu lưu huyết đã chết từ hồi nào. Riêng cửa sổ phòng nhóm nữ phục vụ do đóng kín nên mãng xà không thể vào. Nhờ vậy mà bọn họ không ai bị thương, chỉ bị một mẻ sợ kinh hoàng bạc vía mà thôi. Vậy ông chủ quán Vi ở đâu? Chúng tôi thắc mắc, đồng tiến đến cửa phòng ông. Bên ngoài là một bãi hỗn độn, cũng không thấy bóng dáng ông. Chúng tôi hồi hộp ráng tiến vào trong, thấy càng loạn dữ hơn. Nơi đây in đầy vết tích mãng xà dày xéo, hơn nữa còn luôn mùi khí tanh nồng nặc. Kỳ quái là vẫn không thấy lão Vi đâu cả. Không lẽ lão bị mãng xà bắt cóc hay bị nó nuốt gọn rồi? Thật đáng sợ. Nghĩ đến đây thì đầu tôi như tê dại đi, xương sống phát lạnh, nổi óc khắp mình. Lúc này chúng tôi không hẹn mà đồng chú ý đến một cái lu to nơi góc tường. Lu này cao khoảng 1m5, nắp lu bằng gỗ có tay cầm. Nhưng bây giờ lu đang đậy nắp ngược, nghĩa là tay cầm quay vào trong, thành lu in đầy vết rắn đu đeo quần thảo. Ác là lão Vi ở trong đó. Chúng tôi gọi nhỏ. Ông chủ ơi, mãng xà rút rồi, ông mau đi đi. Gọi hoài mà không nghe đồng tĩnh gì, chúng tôi có cảm giác không hay, bèn tới gần, run rẩy dỡ nắp lu ra. Nhìn thấy ông Vi toàn thân co rúm, mặt tái nhợt, mắt trợn lưỡi thè, 10 ngón tay bấu chặt vào nắp lu đến chảy máu. Ông chết thảm đến chẳng nỡ nhìn. Có lẽ lão Vi vừa thấy bầy mãng xà tiến vào thì biết mình không xong. Trên đầu ba thước có thần linh. Người Trung Quốc có câu trên đầu ba thước có thần linh. Còn có một thuyết khác nữa là ngẩng đầu ba thước có thanh thiên, có thể dối người nhưng không thể dối trời. Câu này nhắc chúng ta trong mỗi thời khắc đều phải kiểm soát các khởi tâm động niệm của mình. Từng hành động ý nghĩ đều phải hướng về dứt ác hành thiện,
riêng nhà Phật thì giảng, trên thân mỗi người có hai vị thần là thần đồng danh và thần đồng sinh. Thần đồng danh thì trắng, là nam, chuyên ghi thiện. Còn thần đồng sinh thì đen, là nữ, chuyên ghi ác. Bất kỳ khởi tâm động niệm thiện ác nào của chúng ta, các thần đều ghi lại hết. Cho nên, tốt nhất chúng ta không nên khởi tâm động niệm cẩu thả, tránh gieo nhân ác. Nếu lỡ tạo ác thì phải mau hồi đầu, không nên tiếp tục phạm giới luật. Kinh Vô Lượng Thọ thuyết, thần minh ghi biết, phạm tội không tha. Phải biết chư thần chuyên ghi những thiện ác chúng ta tạo ra. Mỗi tháng có hơn 6 lần họ đến thiên đường và địa ngục để giao nộp sổ thiện ác. Chúng ta tùy theo nghiệp thiện ác đã tạo của mình mà đi thọ khổ vui. Tôi kể những điều này là để nhắc mọi người nên trì giới nghiêm cẩn. Trước khi học Phật, tôi từng đọc qua một cuốn tạp chí thế gian. Giờ xin kể lại câu chuyện đăng trong đó cho mọi người nghe. Cuối đời Thanh, có một thư sinh muốn đến Bắc Kinh thi trạng nguyên. Khoa này mở vào tiết xuân, tức phải qua năm mới thi. Nhiều người ở những vùng xa thì ngay từ mùa đông đã vội khăn gói lên kinh, mới mong tham dự kịp kỳ thi mùa xuân. Tại Đại Lục, mỗi kỳ đến mùa đông thì phương Bắc băng tuyết phủ đầy, trắng xóa cả một vùng, khiến người khó nhìn ra lối đi. Nếu khởi hành mà lỡ gặp tuyết phủ kín đường thì chỉ có chờ đợi vì không chỗ để đi. Thư sinh X giữa đường lên kinh thành đã gặp phải tình huống đó nên vô phương tiếp tục hành trình, đành nấu tạm nơi một quán trọ bình dân. Nhưng chủ quán lại là một quả phụ còn trẻ, chồng vừa chết không lâu. Thư sinh X thầm nghĩ, mình tạm ngủ ở đây một đêm rồi sáng mai tiếp tục lên đường. Nào ngờ tuyết rơi liên tục bất đoạn, phủ kín đường đi dày mịt, khiến anh vô phương khởi hành. Bất đắc dĩ phải tiếp tục ngủ lại nơi quán trọ. Một ngày rồi một ngày trôi qua, khách là thanh niên tuấn tú, chủ là quả phụ xinh đẹp, trẻ trung, cả hai đều ở vị đơn độc, mà ngày nào cũng gặp mặt nhau, nên tâm liền vọng động. Thế là thư sinh bèn đi tới trước phòng nữ chủ. Đầu tiên anh đưa tay lên định gõ cửa thì chợt nghĩ, không nên, ta đang muốn thi trạng nguyên, nếu tiến vào thì sẽ phạm dâm, thiên đình sẽ gạch tên mình, phải quay về thôi. Chàng vừa quay trở về thì trong lòng nữ chủ cũng khởi niệm muốn đi đến tìm chàng. Vừa ra khỏi cửa phòng thì nàng chợt nghĩ, rất không nên, ta là quả phụ, phải giữ tiết hạnh mới đúng lẽ. Sao vừa nhìn thấy trai đẹp là dỗi quên hết khuôn phép, không nên như thế, mau quay về thôi. Chàng thư sinh quay về rồi lại ngăn không nổi lửa dục trào dâng, lại đi đến trước phòng quả phụ. Lúc này chàng gõ cửa, ngay khi quả phụ ra mở cửa thì chàng đã nhanh chóng bỏ đi, bởi chàng cảm thấy mình không nên làm như thế, lại sợ phạm dâm sẽ bị mất công danh. Thời cổ đại chúng ta có một thuyết là, cho dù bạn có học tốt đến đâu, dù số mệnh ấn định đậu trạng nguyên, nhưng nếu phạm dâm hoặc tạo ác thì thiên đình sẽ gạch bỏ danh phận trạng nguyên kia ngay. Vì vậy mà khi chàng đến và nàng sắp mở cửa thì chàng đã nhanh chân quay về. Nhưng quả phụ tình cảm sinh dạt dào, liền đi đến trước phòng chàng gõ cửa. Ngay lúc này nội tâm nàng lại lên tiếng trách mắng nàng, không nên thất tiết. Thế là nàng bèn quay về. Cứ thế bọn họ cứ đi tới đi lui như vậy ngót mấy bận. Lần cuối cùng chàng thư sinh đứng dậy mở cửa. Hai người đứng đó nửa tiến nửa lùi, lòng vừa muốn vừa không, dùng dằn chưa quyết. Ngay lúc chưa ngã ngủ ra sao, họ cứ giằng co, nửa muốn phạm nửa không, thì bỗng nghe trên không trung có âm thanh vang lên, hai tên ngốc cà giật này, thực ra bọn mi có muốn phạm lỗi hay không vậy? Báo hại bọn ta ghi ghi xóa xóa trong sổ thiện ác đến nát như rồi nè. Âm thanh nói xong thì có vật gì được ném xuống. Lúc này hai người đang ngồi trên giường, vừa nghe tiếng nói thì đã sợ phát run, vội lượm vật đó lên xem, té ra là cuốn sổ ghi công tội. Trong
có đề rõ tên bọn họ. XX, số ấn định là Trạng Nguyên năm nay, phạm dâm, bị loại công danh. YY, quả phụ đức hạnh, chết sẽ được thăng thiên, nhưng hiện tại phạm dâm. Tiếp theo sau là những hàng chữ bị gạch xóa liên tục, ghi đầy như sau: phạm, không phạm, phạm, rồi gạch bỏ, lại ghi tiếp, không phạm, phạm, không phạm. Suốt cuốn sổ ghi, cứ ghi tới lui như vậy và xóa gạch tơi bời. Chỉ nhìn thôi cũng thấy rối nùi, vì vậy mà chư thần cũng phải nổi đoá, lên tiếng quát to. Hai người này vừa xem qua, vội vã bỏ về phòng mình. Từ đó chẳng còn ai dám khởi dâm niệm hay muốn phạm lỗi chi nữa. Phần chư trưởng bối ngày xưa, mỗi khi kể cho con cháu nghe câu chuyện này, họ luôn khẳng định tà dâm bị tước công danh, triệt hết phúc, lộc, quyền là có thực. Vì vậy mà vào thời xưa, các con em thuộc dòng dõi Thư Khương đều được nghe kể câu chuyện này để cảnh giới, tự giữ phẩm hạnh mình như ngọc quý. Có học vấn tốt thì đạo đức phẩm hạnh cũng phải cao tột, không thiếu sót mới lấy được công danh. Xét người thế tục mà còn phải như vậy thì đã là kẻ xuất gia, ta cần phải chú ý đến điểm này hơn nữa. Vì một khi phạm giới dâm thì phúc báo, thọ mệnh, công đức gì cũng bị tiêu ma. Cho nên các tu sĩ phải hết sức cẩn thận. Trích dịch từ Giới Học Thiển Đàm. Quý vị đang theo dõi chuyên mục Chuyện Phật Giáo. Mời quý vị theo dõi câu chuyện Cái Đuôi Chó Xoắn Ruột Gà. Ngày xưa, có một anh rất nghèo, cùng quẫn đến mức không tiền mua vật thực để sống lây lất với vợ con dưới mái tranh sơ sát. Ngày kia, đang lúc than phan số phận hẩm hiu cùng vợ, anh ta sực nhớ có nghe ông bà thuật rằng ai có phước nhờ thần linh phò trợ thì được cấp vô số bạc tiền. Do đó, anh ta bèn thành tâm cầu trời khấn Phật ban cho cái phúc hy hữu. Khấn vái xong, anh bèn cất bước đi ra khỏi làng, lang thang cùng rừng khắp núi. Rồi một buổi sáng nọ, bước chân đưa anh ta đến gần một động đá treo leo giữa triền non, kề bên một vực thẳm. Một vị nhân đang ngồi luyện phép, anh ta sụp lạy lia lịa xin ban cho mình một vị thần linh. Thấy lạ, vị nhân mới hỏi cớ sự. Bạch thầy, con xin thỉnh một vị thần linh, mong thầy thương xót mà ban cho ân huệ đó. Người chớ khá nghĩ đến chuyện ấy, trở về đi. Bữa sau, anh nghèo lại tìm đến than vang quỳ lại vị nhân, cố sức nài nỉ cho được một vị thần linh. Chung cuộc, bị quấy rầy quá, tham thiền không được, vị nhân buộc lòng phải nhận lời thỉnh cầu và nói rằng: thôi, ta cho ngươi phép này, hãy đọc câu thần chú của ta truyền thì thần linh hiển hiện và thi hành mọi việc ngươi xin. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời ta dặn mới được, là các thần linh thì hung tợn lắm, phải cắt việc cho thần linh mãi mãi thì người mới yên thân, nhược bằng không có việc để cho thần ở không thì thần vật ngươi lập tức. Bạch thầy, việc đó không sao cả, tôi sẽ cậy thần làm việc suốt đời không hết. Xong đâu đó, anh ta quay trở xuống núi, băng vô rừng sâu, lặp đi lặp lại câu thần chú cho thuộc lòng. Nào ngờ, thình lình một vị thần hiển hiện trước mắt, thần khổng lồ, hình thù dữ tợn quát lớn rằng: ta là thần linh, phải cắt việc lập tức, để ta rỗi, ta nuốt sống ăn tươi một tòa cung điện. Xong cả, đem vàng bạc lại đây. Đủ hết rồi đó, phá rừng này dựng lên một đô thị, đã hoàn thành. Đến đây chàng ta phát sợ, run cầm cập nghĩ thầm: biết các việc chi bây giờ, làm như nháy mắt, ai xây trở lại cho kịp. Các việc cho mau, không thì ta nuốt sống. Chàng ta hoảng hốt, không việc chi mà cắt, tức tốc chạy nhào lên động đá, quỳ lại dị nhân, cầu xin cứu mạng. Chuyện chi vậy? Bạch thầy, thần lẹ quá, không còn việc đòi nuốt tôi. Chàng ta vừa dứt lời thì thần hiện đến ngay, toan nuốt sống, làm gã kinh hồn, chạy núp sau lưng dị nhân. Thôi, ta chỉ cho một cách, con chó này có cái đuôi xoắn ruột gà, người lấy dao chặt đuôi nó, giao cho thần uống thẳng,
mau đi. Hắn lật đật chặt đuôi chó trao điện cho thần. Kéo ra ngay. Thần lãnh lấy đuôi chó, ráng vuốt cho ngay, rồi buông ra thì xoắn lại như cũ. Thần lại vuốt đuôi chó lần thứ nhì, rồi buông ra thì đuôi chó cũng xoắn lại in như lần trước. Làm lại mãi, làm như thế ấy trong bao nhiêu lần không kể xiết. Sau cùng, thần bị kiệt sức chịu thua, nói lên rằng: Bình sinh ta chưa từng gặp việc nào khó khăn như vậy, ta chẳng phải bất tài, nhưng cậy việc này thì ta chịu thua. Cuộc đời khác nào chi, cái đuôi chó xoắn ruột gà. Đã bao thế kỷ lần trôi, con người vẫn ráng sức uống cái đuôi chó xoắn lại cho ngay mà nó không thể nào ngay được cả. Buông ra, nó lại xoắn lại, trò đời vẫn éo le, tình người vẫn đen bạc. Kẻ đi trước phải học lấy bài học kinh nghiệm ấy, rồi người đi sau cũng khinh suất mà sa ngã vào cạm bẫy của dục tình.